Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bismillah Việt Nam. Mình là Khánh Tài. Hôm nay Tài sẽ tiếp tục phần 2 của series khám phá cung đường ven biển Vũng Tàu. Ở trong phần 1 hôm trước thì Tài đã chia sẻ về hành trình từ Bà Rịa về đền Nước Ngọt, núi Minh Đạm, cũng như thông tin về một vài điểm tham quan dọc tuyến đường này. Bây giờ thì cùng Tài khám phá tiếp cung đường ven biển này nha mọi người. Hiện tại thì Tài đang đi đến đoạn khu resort Lan Rừng Phước Hải nha mọi người. Đây cũng là một khu nghỉ dưỡng khá nổi tiếng, được nhiều du khách yêu thích tại khu vực này. Trước đây thì Lan Rừng được biết đến nhiều với khu resort nằm ở đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu, đoạn gần Bãi Dứa. Nếu anh chị nào đã từng đi thì sẽ biết ha. Hiện tại thì Lan Rừng Vũng Tàu đã đổi tên thương hiệu thành Mekiu Vũng Tàu nha anh chị. Còn Lan Rừng Phước Hải thì được phát triển từ những năm 2017-2018. Đến hiện tại thì nơi này có quy mô là 6 khối khách sạn, 8 căn biệt thự biển, khu trung tâm hội nghị, tiệc cưới, nhà hàng, mua sắm, vân vân. Có thể nói là quy mô hàng đầu ở Phước Hải. Thiết kế khu resort này mang phong cách Santorini với gam màu trắng và xanh khá là nổi bật. Tài cũng đã đi nghỉ ở đây đôi lần và thấy chất lượng dịch vụ và phong khách sạn ở đây khá là tốt. Theo thông tin Tài được biết thì quỹ đất ở đây lên đến 10 hectare và sắp tới sẽ còn phát triển thêm các phân khu kế tiếp nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển hướng về trung tâm thị trấn Phước Hải. Như mọi người có thể thấy là hai bên đường đều có các dự án xây dựng các khu resort mới. Hy vọng là trong vài năm tới thì du khách đến với Phước Hải sẽ có nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng cao cấp hơn, nâng tầm nghỉ dưỡng khu vực này để xứng đáng với những gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho Phước Hải. Ok, hiện tại thì Tài đã đến trung tâm thị trấn Phước Hải. Hôm nay là cuối tuần và Tài thấy là đang có lễ hội thả diều ở phía bên phải gần bãi biển nha mọi người. Khu vực này đã được quy hoạch lại một khu tạm gọi là quảng trường biển với bãi đậu xe khá rộng. Nơi đây thường diễn ra lễ hội thả diều vào dịp cuối tuần với những con diều khổng lồ nhiều hình dáng và màu sắc khá là thú vị ha mọi người. Ngay phía đối diện là chợ Phước Hải. Nếu có nhu cầu thì mọi người có thể mua hải sản tươi sống cũng như các đặc sản tại đây ha. Theo kinh nghiệm thì mọi người nên đến đây vào buổi sáng sẽ lựa chọn được đa dạng các loại hải sản vừa mới đánh bắt từ các ghe thuyền lên ha. Thị trấn Phước Hải trước đây là một làng chài ven biển với đa số cư dân sống với nghề chài lưới quanh năm. Sau này khi được đầu tư phát triển du lịch thì bộ mặt khu vực đã thay đổi rất là nhiều. Các hàng quán, nhà nghỉ, khách sạn mọc lên nhiều hơn để phục vụ du khách. Và tận dụng thế mạnh về đánh bắt hải sản mà Phước Hải có thể được xem là thiên đường ẩm thực biển nha mọi người. Bây giờ Tài sẽ hướng dẫn cho những ai chưa biết một cung đường ăn uống nổi tiếng tại đây nha. Sau khi qua khỏi quảng trường thả diều tầm 50m thì mọi người sẽ thấy bên tay phải là đường Trần Hưng Đạo. Rẽ vào là sẽ đến đường bờ kè nha mọi người. Đây là nơi có rất nhiều quán ăn từ bình dân đến nhà hàng với hải sản tươi ngon và giá rất là hợp lý. Tài đã ăn ở đây một vài lần rồi và thấy chất lượng cùng giá cả khá là ổn nha mọi người. Khu vực này mọi người cũng có thể tắm biển. Bãi cát ở đây tương đối là thoải và sạch sẽ nha. Có một số nhà nghỉ và khách sạn nằm dọc cung đường này để mọi người có thể nghỉ lại luôn, khá là tiện. Nhìn chung thì du lịch Phước Hải đa phần còn khá là tự phát, chưa được quy hoạch bài bản. Điểm cộng ở đây ta thấy là bãi biển dài và đẹp, người dân thân thiện, hải sản tươi ngon và giá cả phải chăng, ít có tình trạng chặt chém xảy ra nha mọi người. Hy vọng là qua video này mọi người sẽ có thêm góc nhìn và lựa chọn khi đi du lịch ở Vũng Tàu. Và anh chị nào có thêm kinh nghiệm muốn chia sẻ về Phước Hải thì hãy comment ở bên dưới nhé. Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên like và subscribe kênh để xem tiếp các video sau nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của series khám phá cung đường ven biển Vũng Tàu. Còn bây giờ, Bismillah Việt Nam và Tài xin chào tạm biệt anh chị và các bạn. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới 2024 sắp đến với nhiều may mắn nhé.